Giờ đi ăn gì đó, muốn ăn gì? Ở đây có mấy cái quán ở đây nè, để coi Việt Nam hả? Quán Việt Nam, quán đi ra đây chạy đi, chạy đi. Rồi cho Phi Hổ chỉ đường đi. Tên gì? Ở đây Phi Hổ biết đường không? Tên Bi gì? Tên Bi. Mà tại Hằng đặt Phi Hổ. Không phải, ý nhà mình có ông Phi Vũ. Ờ cái quán tên gì? Phi Hổ à. Nhà mình có ông Phi Vũ nên Thằng em hơn lắm á mới gặp Hằng Cali á. Hằng Cali nha. Lăn xê lên tới bến nè. Ôi, này là ca sĩ thiệt nè, hồi hát không đi, hồi hát không cho khán giả nghe cái là thôi tới bến luôn nè. Đó. Người nổi tiếng mà Hằng hôm qua đứng ca với em không biết bao nhiêu, nếu ban ngày là chết rồi, nó vu chết luôn. Xích teo đi thì hả? Ờ. Đứng ca bồ lít nó lợi nó giải ra đám đông này luôn. Phá tan đám đông này luôn. Tối hôm qua là vắng đó. Cái anh mà ai đi chung với tỷ là Hùng Hùng hả? Trời Hùng à, là chùa Bát Nhã hả? Ờ, Hùng Lai, Bát Nhã cũng nổi tiếng đó. Là cháu hả? Con Phi Nhơ Âu Nhung nó vô đây nè. Ờ, để hôm nay nè. Ờ, vậy hả? Ừ. Lấy chùa Bát Nhã hả? Ừ, bữa đông lắm, các giới thiệu. Các giới sĩ hôm nay. Quẹo trái cửa nhà hàng nằm ngay trước mặt hả? Trước mặt cây xăng bên đường. Dạ, dạ. Hay là đi ra Phước Lộc Thọ, vòng vòng khu đó ăn ngoài đó, có gì? Muốn qua Phước Lộc Thọ cũng được. Ờ, ra ngoài đi. Chị đi xuống sỏi để chạy ngược về thế này. Rồi nhìn lại trên. Đó. Đó. Ờ, Tăng Cảng. Thôi Phi Hổ quay lại chào. Ờ, Phi Hổ những giới thiệu Tăng Cảng. Đúng rồi. Ờ, và với lại cái chỗ này chiều cái chào. Phi Hổ ơi, quay lại chào khán giả kênh Hằng Cali. Hello, hello, chào các fan của Hằng Cali nha. Dạ. Hôm nay rất là hân hạnh được quen biết là chị Hằng là. Đây là ca sĩ Tinh Vi nha. Anh em mình đến với nhau. Yeah, rồi, chúc sức khỏe mọi người, mỗi một gia đình được hạnh phúc. Rồi má mốt lâu lâu nè. Vui vẻ nha. Lâu lâu kéo thùng kéo kéo dưới tuổi ông đi ra đường ha. Chuyện nhỏ. Ok, rồi. Chơi luôn ha. Bạn dưới đó nhiều lắm á. Ok. Rồi. Đi sang chơi là. Rồi xuống ở nhà tôi luôn, khỏi cần ở đâu chứ. Trời ơi, ở nhà rồi. Ok lắm. Trời sao không gặp khoảng chừng 2-3 tuần gì trước đâu cần phải xuống đây đâu. Phải vậy. Ông xuống đây mới biết cưng dạ. Ở hơi lâu lâu khi nào nè, ông muốn xuống ông điện tôi chứ. Rồi á là nè, tôi ra xe đầu hoàng tôi đón ông cái về nhà tôi luôn à, kéo thùng kẹo kéo tôi với ông đi hát đã luôn. Đấy hát gấp đường em nói thiệt, chỉ bỏ tiền. Ông thì thằng ca cái lương quá hay luôn á. Oh my god. Chắc luôn á, cái đó là cái khiếu của chị á. Khiếu đó. Cái giọng rất là cao. Trong mà nữa. Trong cao đó. Anh giờ xem ra ngoài mua bia mới nghe tiếng giọng ăn ca nó vô thì nhà ông này ông đi mua bia xong cái ông nghe ca xong cái ông vô nói hàng Phi Long giả kìa. Ông nói Phi Long giả. Nó ủa sao ông này giống người nước ngoài vậy, giống Danny á biết không. Cái xong cái thằng chạy ra nó ô my god hát gì mà hay dữ vậy trời. Xong mà nói hát gì giống như là ca sĩ chuyên nghiệp. Em ra trước như mua bia tới em anh ca tiếng Anh. Em xuống không nghe một tuần rồi. Em bấm chỗ này. Chưa, hồi nào cũng chưa ra chợ ABC đi chợ hả? Không. Mình là hay ca ngoài đó mỗi ngày á. Ờ vậy hả? Hôm qua ăn bún với đu bò. Hôm qua mình đi ăn bún buổi tối đó có cái duyên nữa đó. Đang quá trời. Cái đó cũng có cái duyên đó thấy không? Nếu em không ra ngoài mua bia gặp anh đó. Mà bao nhiêu người ta gọi mà không đi. Hằng á. Trời khán giả gọi hàng. Rồi cái chỗ sân khấu hát. Ồ, để lại đưa giới thiệu cho anh nhạc sĩ Minh Đức để cho tới sân khấu anh Minh Đức hát đi. Ổng lăn xê lên là hát luôn được á. Khỏi không phải đi kẹo kéo. Khỏi đi kẹo kéo. Ồ, vậy hả? Ông dẫn tôi đi kiếm ổng coi. Em biết chỗ nào mà không biết có không, đi vòng vòng. Ok, vậy mà mình đi luôn. Cái chỗ kia là không có giờ kiếm điện thoại gọi quên. Đây chỗ Phú Lộc Thọ. Không, cái chỗ hôm qua đó, thằng kia nó nói đó, vô trong đó. Đây chỗ Phú Lộc Thọ. Nó đang kiếm Hằng đó. Ừ. Nghe nói ổng kiếm Hằng. Nhưng mà kiếm hàng phải xuống dưới sàn xe. Bây giờ hôm nay kìa thằng lên à. Ờ mai cái thì gặp Phi Hổ. Vô tình gặp Phi Hổ. Ông TikTok, hả? TikTok. TikTok, anh có TikTok luôn hả? Người ta quay người ta đăng á. Ồ,
rồi. Ờ người ta đăng. Hồi tối thằng nhiều người ra ngoài chợ đây quay nhiều lắm. Ờ hồi tối thằng quay đó, để có gì về tối thằng đăng TikTok anh á, của anh á. Mới biết cái lo này nghe đâu. Có... Ok thôi bây giờ là lâu lâu á ông muốn xuống điện trước tôi. Rồi ông kéo cái lò đi xuống dưới ở nhà tôi luôn. Không cần xuống nhà hoàng đi. Đi xe nhà hoàng nhiều khi không có lấy tiền đâu. Ờ vậy hả, đi lên hát cho cho nó ta nghe. Thằng đón. Ảnh đâu có lấy tiền mà ảnh kêu em thôi em về Việt Nam đi, em có cơ hội thì có triển vọng thôi. Lên ở đây. Ờ tôi giới thiệu anh cho ông Minh Đức. Rất là nhiều người ở Việt Nam rất thích luôn á. Ê, ngày mai 10 giờ đi theo tôi. Tôi đi gặp đạo diễn đồ này kia nè. 10 sáng hả? 10 sáng tôi dẫn ông theo gặp ông này. Ông có một cái sân khấu hát. Rồi ông hát hay kiểu này vô sân khấu Minh Đức hát được rồi. Trời ơi, mà khỏi đứng ngoài đường nữa. Khỏi đứng ngoài đường nữa. Tuổi lên luôn. Thấy không? Ông gặp thằng Cali thôi. Bây giờ mà chờ. Thằng có cái giá khác nha. Gặp thằng Cali lên rồi đó. Thằng Cali búc lên luôn. Ờ, nếu xuống vô sạch thì muốn đi cái chỗ nào, cái chỗ qua mình hát hả? Không phải. Không phải. Em bấm lên chỗ mà gì đó, cũng đó đó. Bây giờ Bi muốn ăn gì? Anh Bi muốn ăn gì? Bi thích ăn gì? Em chỉ có một cái quán phở hai tô mà người ta đóng cửa rồi em đi, với lại có vịt gì nó mới mở cũng đắt lắm. Nhưng mà cái gì cũng ăn được đúng không? Cái gì cũng ăn được. Em gì cũng ăn được. Em bấm vô vịt đi. Mới mở á. Cái chỗ đó. Rồi rồi đi. Như thẳng xuống đây coi đầu phở hai tô à nghĩa vậy. Không. Là cái tên tiệm đó phở hai tô mà. À bây giờ chỗ vịt này là ngon lắm, ta nói đông lắm. Bi. Ừ. Bây giờ á mà nếu mà tôi dẫn không được mà đạo diễn nữa mời ông đóng phim chơi luôn. Trời ơi cái đó là chuyện nhỏ đó cái hết, gì hết sảy là... luôn. Ê mà nè lên luôn. Mấy mốt Bi mà nổi tiếng rồi Bi phải nhớ Hằng nha, Hằng Cali. Nha, thiệt á. Dạ Hằng Cali lăn xe lên tại mai Hằng phải đi gặp đạo diễn nè. Tôi được mời đóng phim nè. Nổi tiếng mà nhiều. Ta mời luôn cái đó. Cái bộ mà ca cái lương quá độc luôn mình muốn đẹp quá. Coi như là cũng đẹp gái lắm chứ bộ. Đẹp, thằng đẹp đi tự nhiên cũng đẹp là sao? Bà xã nè. Ờ, chú cha bà xã ổng là đẹp dữ nữa đó xoài, ổng mới nói là cũng đẹp gái lắm thôi. Bà xã ngoài Tuy Hòa. Ở đâu? Ở Việt Nam chị. Nhưng mà Tuy Hòa phải không? Tuy Hòa Phú Yên á. Mà chú có giống người bảo vậy. Hả? Đẹp quá hả? Chú con. Nhỏ đẹp nè. Dễ tập thể dục nhịp điệu mà. Ồ, có đi thăm vợ. Đâu quẹo đâu kìa, chỉ cho nó quẹo chú dịch. Đi thẳng. Chưa qua Phước Long Thọ mà phải qua Phước Long Thọ. Vậy là hàng tháng có gửi tiền gì cho vợ không? Vợ phải gửi tiền qua đây chứ. Dạ, trời đất ơi, thiệt hả? Vợ gửi tiền qua cho Phi Hổ hả? Nói giỡn thôi. Nó chọc chứ. Nhưng mà lúc cần thì có qua có lại, không có phải là ai phải gửi cho ai. Ờ, à, đúng rồi. Em... Ủa, mướn cái chỗ đó nhiêu tiền cưng? 500 vậy. Rẻ gì hả? Rẻ. Rẻ hơn sao xe. Chú này, đâu, không? Chú này có đâu có lấy tiền cọc gì đâu. Ừ. Mà cũng được. Xe phòng không? Dạ. Đến đâu thì trả tiền đó, tháng nào trả tiền tháng đó. Ngoài trước thì có gà hả? Chứ mà lúc mà chưa em mới có chỗ đằng tầng thôi chứ lúc trước là ngủ ở đường dưới đây với mấy anh em còn thì cũng lang thang như Phi Long. Phi Hổ lang thang như Phi Long. Nhưng mà Phi phải không Phi Hổ? Lúc đó cũng như Phi Long sao chân Phi Long. Phi Hổ kiếm tiền dễ hơn. Cảnh sát rồi. Mà sống ở đây là em làm có nhiều khi một ngày 300-400-500 rồi mà lúc vượt về không còn đồng nào. Ông đi hát vậy? Thấy cái hoàn cảnh nó cũng giống như mình thì chia sẻ em thôi. Em quay chị bước qua kia để em quay ổng. Có thôi. Hai ông anh mới chết nó tội lắm. Ừ, vậy hả? Ừ, có hai ông anh thôi mới chết mà nằm ngủ thì em mà em cũng là cái con người thôi. Ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có chiến tranh nội tâm, ai cũng có những cái mà sự con người lạ. Nếu là không con có hoàn hảo. Không có hoàn hảo. Đây hả? Nhưng mà khi em tâm sự với ai á, nó rất có cái tình gần gũi để cho người ta có thể chia sẻ những cái khó khăn của họ với mình. Để mình nhắc nhở chứ không phải là mình so đo hơn thua là mày giàu hay là mày bị nghiện cái này hay bị ngập cái kia. Miễn sao là mình cho người ta cơ hội nhưng mà còn người nào. Hồi tối à. Quanh lại cái chị muốn nói đó. Hồi tối phỏng vấn ông. U-turn nha. Ổng sinh năm 73. 73 hả? Vậy tôi sủ. 50 rồi. Anh hỏi. Quý sủ. Anh Bi. Nếu mà lỡ mình có rồi bỏ đi. Bỏ easy. Rồi cảm ơn. Vợ em cũng đâu muốn đâu. Vợ đâu những muốn. Người mà ở đây cộng đồng đây thương em lắm nhưng mà thật sự thương là bởi vì cái tính cách này thẳng thắn của em không cần phải che giấu. Bởi vì cái đó là cái khuyết điểm của em, cái đó mà cái em vợ cũng không muốn. Nhưng mà cái quan trọng là mình đối với những cái fan của mình không cần mà phải đeo mặt nạ để mà mình tiếp xúc. Đúng rồi. Tính em mà em. Đúng rồi. Cái chỗ nào cũng vậy, tình thương mến thương. Mình dám chơi, mình dám chịu. Thật của mình dám đứng dậy. Dạ.
Chứ chơi dấu nhiều khi nó làm cho mình có cái cuộc sống hai mặt, em không thích vậy. Đúng rồi, anh biết hả? Ở dưới đó là Hằng cho mấy anh em vô nhà Hằng cai nghiện á. Ai vô là phải tuân theo cái quy luật của Hằng. Vậy là tốt ạ, giúp được thì giúp nha Hằng. Cái đó là khó lắm, không phải dễ dàng chiếu cố mấy người đó đâu nha. Ở dưới vui lắm Cưng. Nhưng mà cũng phải có lòng nhẫn nại với người ta. Không phải là ai cũng cố gắng, nhưng mà nhiều khi mình tốt với người ta mà người ta thất vọng, người ta buồn lắm chứ bộ. Cũng có người bạn mà mình hứa cho mà cái qua bữa sau cái dướng hút lại mà phải nói thật với người ta khó mở miệng lắm. Cho nên cái đó là một sự cái thử thách. Nhiều khi cái những người mà người ta tốt cho mình, ông trời cũng thử coi cái lòng can đảm mình, mặc dù mình thức mình không có đi đến cái lời hứa, nhưng mà mình bởi vì cái tình yêu thương của họ, coi mình có giả dối không, mình có thể giấu, mình có che giấu mấy cái vấn đề đó, nhưng mà ông trời lo coi cái lòng mình, có thể những người đó không biết, ông trời biết. Cho nên cái đó mình vượt qua được, mà cái nhỏ nhẹ mà mình thấy mà mình không có lòng can đảm thì huống chi cái lớn mình làm sao mình chịu trải được. Đúng. Cho nên là ở đây những cái cộng đồng mấy cô chú thấy mình rất là tội, mà thấy kiểu mà anh em ở đây thì mình cũng may mắn là mình không phải là mình muốn đi con đường này, nhưng mà mình đã trải nghiệm cho nên mình biết thông cảm những người bị dướng như thế này. Cho nên cái gì nó cũng có cái flip side của nó. Rồi bắt đầu quẹo quẹo ngay khu này, quẹo vô đây nè. Đây nè, quẹo vô đây. Chính cái quán bún vịt này nè, cũng là hồi nào em muốn ăn á. Ủa lại hãy giá bán đây là đồ cúng như gì á. Dĩa. Dĩa. Đi ăn bún vịt. Đi với Bi. Đi với anh Bi. Đó, đó thấy anh Bi chưa? Đó. Còn cái quán bên đó là cái quán lúc mình mới qua là em quẹo. Anh nằm vòng vòng đó ngủ đó hả? Hồi trước nằm vòng vòng đó. Đây, đây. Đây là cái sổ cái nhà nó như là lúc mà kiểu mà đây là trên con đường mà hồi trước anh Bi nằm ở ngủ dài dài ở đây nha mọi người, mà tình cờ hồi tối tại vì là hát ảnh hát ở ngoài đường đó, Hằng cũng tới hát tham gia chơi ngoài đường á, rồi cái làm quen luôn, sáng ngủ đi ăn, sáng ngủ anh đi ăn. Rồi Hằng nói, ảnh nói là ở dưới San Jose 3 tháng mà đâu có biết đâu trời ơi. Nói giờ lâu lâu mà muốn xuống dưới chơi, kéo cái thùng xuống gọi cho Hằng. Ok. Rồi tới nhà Hằng ở luôn là được, ở chung cả chưa, nhóm. Chưa bao giờ hát ở ngoài, ở dưới San Jose. Chưa bao giờ hát trong quán, có quán, một cái quán của bạn là quán Cương Chấm. Ra ngoài đó hát. Đi, mà chưa Hằng dẫn anh đi hát. Cái lo là mà lúc mua cái lo là mua ở trên San Jose á. Là ông chú, ông nói con cầm cái lo này xuống đây đưa cái một gạt luôn. Cái lò đó hay đó. Cái lò đó ở ngoài trên mạng như không có. Vậy hả? Dạ. Cái lò đó hay đó. Rồi xuống dưới đi, Hằng sẽ kéo đi ra vòng vòng mấy cái khu Việt Nam đó. Hát là bảo đảm nó thiệt luôn. Ông hát hay cho rồi. Hát cái giọng nó mạnh vuông vút luôn. Giờ một chút xíu nữa đó cái mình hát tặng khán giả mấy câu hát chay thôi ha. Ok. Hát chay thôi. Vui tưởng vui vẻ nha mọi người. Tại vì khi Hằng đăng YouTube á, mà giống như cái nhạc tối là đăng không được. Nó cho là bản quyền. Copyright. Dạ, dạ đúng rồi chị. Ồ, vậy hả? Chị hai con của em hả? Ồ, vậy hả trời? Nên gặp chị nghe cái giọng chị là em biết. Ồ, vậy hả? Chị nghe giọng em biết hả? Trời, dễ thương. Chị giúp đỡ mấy người ở San Jose đúng dạ, không? Dạ, San Jose đúng rồi. Đúng rồi. Xuống đây chơi hả? Ờ, xuống hơn ngàn tuần rồi đi công việc. Coi thì biết Phi Vũ không? Biết. Dẫn Phi Vũ đi hát. Chị đi vô chú rừng, rồi suối rừng. Rừng. Ờ, chị thấy. Ờ. Không nghe người xuống ta kêu tên mình chưa Bi? Bi à, đây. Rồi đi vô chị, ăn nhanh. Chị vô chưa? Chị vô ăn không em chờ. Ờ vậy hả? Ok. Tên của chị á. Tối đi. Chúng rồi cái tên là tên là gì? Hằng Cali. Hằng Cali. Ở YouTube phải không? Hả? Ở YouTube phải không? YouTube. Ok, ok. Hằng Cali. Anh hỏi vợ anh, bển vợ anh còn biết đi. Tại Việt Nam ai cũng biết đấy. À, ok. Cái gì kêu đi vậy? Ta coi trong phim, ta thấy người đời nó khác hơn ở trong phim. Ai cũng nói ngoài đời khác hơn. Thơm á. Muốn ăn vịt hả? Miếng vịt. Bây giờ mình kêu dĩa vịt, dĩa gỏi nè. Với mà mấy tô cũng ăn hay sao? Thì đó. Em bữa giờ ăn cháo thôi, giờ này ăn bún. Ai ăn cháo? Cháo vịt đó hả? Ờ, cháo. Hồi sáng sớm dậy ăn cháo. Nhạc quá ha. Nhạc nhỏ chút được không Cưng? Dạ. Nhạc nhỏ chút được không? Được. Cảm ơn chị. Ờ, cảm ơn chị nha. Tại chị quay chị sợ nó bản quyền. Dạ rồi, không sao. Ờ, thank you. Ừ,
Bịch không à? Không, uống bịch á, tô bịch lấy dĩa bỏ nhỏ thôi. Dạ, tụi em có một size, nó sẽ gồm một cái bún với một cái quả dịch. Một cái bún bịch, đúng rồi. Miếng á, miếng măng bịch. Cô muốn ăn bún hay miếng? Bún. Còn có miếng không cơ? Dạ có. Miếng măng phải không? Miếng măng là mềm, dạ không có miếng. Miếng là cái số 3 á chị. Ờ, cho miếng, miếng măng mà không có thịt thì ăn với ngoài dĩa gỏi được. Vậy nếu mà chị muốn ăn gỏi là chị gọi miếng thịt ở đây nè. Ờ, cái miếng thịt, ok rồi. Những cái phần ở đây là nó sẽ có một cái phần bún, miếng cháo, cơm hoặc là một cái gỏi. Ok, vậy miếng thịt, miếng thịt mà có măng ha. Vậy rồi, miếng thịt. Ăn bún với lại cái gỏi, cái gì cháo, ốc luôn mà. Bún mà. Cái bún mà. À, cái bún măng á, bún măng. Vậy rồi, bún măng. Cái này có hai cái bún măng thịt với là một cái miếng thịt của chị. Rồi, ăn gì? Bún luôn. Bún luôn vậy rồi, ba cái bún. Có gan không? Bỏ một phần gan cho được không? Dạ, gan là chị có thể gọi cái gì không? Gan hả? Dạ, gan gan. 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 Có duyên à? Có duyên mà có lòng. Không có duyên mới gặp được, mình mới gặp. Có duyên mà tối tình cờ mới gặp được Mi mọi người. Thì Hằng cũng hát đứng luôn ở ngoài, ở ngoài chợ hát đó, vui lắm. Vui ha, hôm vui quậy quá trời. Cái khán giả đó, khán giả thấy khán giả cũng chạy lại hát. Hát quá trời hát luôn. Khán giả kênh Hằng Kali coi với đây nhiều lắm. Cho nên là cũng cái duyên gặp được anh Bi, nhưng mà anh Bi nói là đã ở xa xuống Sài Gòn 3 tháng luôn mà không có gặp, tự nhiên xuống đây gặp. Xuống đây đó là làm sửa xe cho Hoàng. Ờ, lấy cái hộp, hộp vuông vuông. Mấy tháng rồi. Họ tay vô lấy cái hộp, nano. Từ từ, có một cái hộp. Hộp bự lắm mà. Vậy nha, đây, chị ơi, xong rồi, ông Dê ở phút nào? Thì tính thứ tư, nhưng mà cái chuyện hát của Phi Vũ. Phi Vũ. Phi Vũ là ca ở đây hay là ở trên sân xe? Ở sân xe, Phi Vũ là ca sĩ thật á, bị coi ca sĩ nổi tiếng lắm nhưng mà bị té cái vụ đó. Xong cái hàng cảm hơn. Để tôi tin ok. Nhưng mà là cái gì cũng vậy, mình thật sự mình đối diện trước sau rồi, nhưng mà cái quan trọng là cái fan có cảm giác được mình có cái lòng mà muốn đứng dậy nói đúng, đúng, đúng. Quan trọng muốn đứng dậy hay không, mình làm được hay không. À, đứng khác, khác với mấy người khác là bởi vì cái này là cái có nhiều hàng chiến tranh đó. Nói chung họ nó tốt hơn khoảng 90%, rất là nhiều người tốt hơn như vậy. Yeah. Đa số là những anh em ở đây thương và quý em lắm. Như vậy nhưng mà em bị cái này nhưng mà không có cho phép đi sai đường, chẳng hạn đi làm bậy làm bạ. Anh đi cho là em dùng cái đời cái tài năng để mà ca hát, để rồi mà dán cầm cự, để có gặp được một cái duyên nào chẳng hạn như là chị Hằng hay là những có những người khác cũng muốn cho cơ hội, mà thực tế ra người ta muốn giúp mình mà khi mà mình có dướng vào những cái đó thực sự cũng khó làm cho người ta, là khó cho có cái lòng tin để mà cho mình cơ hội. Cho nên là phải nghĩ đi nghĩ lại để cho mà thông cảm nhau, chứ không phải là cái gì cũng vậy. Cái này đa số là muốn đối diện không phải dễ đâu, nhưng mà cái mà em là được may mắn là em chưa đến nỗi lúng sâu quá. Mình đang dừng. Nếu như khi anh chưa có lúng sâu nhiều anh nên dừng, còn nếu mà tiếp tục hoài chi sâu anh khó. Là anh đưa cho em một cái Jimmy mấy đi. Cái người Jimmy là một người, cái người hôm qua đẩy cái xe cho anh về, biết là có thấy không? À, tới chỗ đây để mà
xe để nhà rồi nhưng mà rất là chiếu cố mình ở đây cái chỗ cái chòi ngủ chứ mày cũng giận cho mình rồi sáng dậy đồ ăn đủ cũng giúp đỡ cho mình để mà gặp anh em mới đi ngang qua nhưng mà tội nghiệp lắm nên là anh em làm cũng có chia sẻ cho nhau chứ không có lại gì hết. Nhưng mà bây giờ mình không nhớ anh chút nữa đi. Trong cái thời gian anh trở về anh muốn phòng ở gì anh có giảm được không? Giảm được tuyệt đối không hay là giảm được bao nhiêu? Bởi vì anh muốn tách ra cái chỗ này. Nhưng mà thực sự rất là một khó lòng để mà đã có nhiều thương nhiều người quý mình lắm, nhiều người muốn cho mình thoát khỏi cái này. Nhưng mà chính bản thân mà phải đứng dậy chứ không phải làm gì người ta. Đúng rồi. Nhưng mà mình biết là khi mà okay. Ngon, quán này ăn ngon không chị? Ngon không? Ngon là ngon cái lòng thương xót của cái chủ quán này. Em về giờ hát đếm lại em ăn gà, em dịch thanh đa gốc luôn. Dẫn em đi. Dịch thanh đa là cái giống cái tên này luôn. Em à. Độ một ngày đó ăn mấy trăm con. Wow. Ngọt lắm. Em biết chị biết em thích ăn gì không? Cá nướng mà ở bên Texas em có ăn một lần cá nướng mà nó cuốn bánh tráng như tấm bánh nêm á. Đó, đó ấy, ấy. Yeah, đó. Ê, Mỹ Đen mà nó ăn bánh nêm đây. Gần đây đó cái chỗ mà Mỹ Đen mà ăn bánh nêm, bánh nêm. Em muốn ăn nước mắm cũng được mà bánh nêm là cũng... Cash Fisher. Cái cuốn bánh tráng ở Việt Nam hồi xưa anh ở Sài Gòn hả? Sài Gòn. Nhưng mà tất cả các món Việt Nam anh đều ăn được hết. Ăn được hết. Mắm, cá khô gì đó. Ăn tầm mắm rút mắm, mắm nằm kề quốc hết á. Oh my god. Hợp với đây rồi. Nhưng mà thậm chí thường xuyên còn cắt khô qua đây nè, luộc cái gì có miếng rau hay cái gì có chấm mắm ớt vậy nè. Trời ơi. Nhưng mà nó ngon. Đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy là mà nếu mà xuống nhập chung cái nhóm nhà hàng là một cá khô, rau, mắm, cá khô, rau, mắm, cá khô, rau, mắm, cá khô, rau, mắm, cá khô, ăn béo ngọt thì đó em cái gì nó có miếng xương ngay giữa thôi chân má hiện tại đang ở đâu ở bên New York nó lắm một cái miếng xương nhà tới năm anh em lai là cái em về anh em lai luôn chưa chị chị các cô ăn bây giờ hát một bài gì đó tặng cho khán giả là bà thầy quá cháy câu bài gì tặng chị hành chị các cô ăn qua bây giờ có ai ai yêu cầu suy nghĩ bài gì ảnh hát cho nè tặng khán giả không em yêu cầu em bây giờ để em lựa cái bài gì anh kêu bạn cái lương đi cái lương hả anh hợp với chị Hằng mà bây giờ anh hát được lâu lâu đừng nói em ca không được Hằng á ok thôi giờ hãy tạm để từ từ Hằng đó thì khán giả của Hằng nghe nhiều rồi nhưng mà bây giờ nè muốn hát để cho tặng cho khán giả kênh Hằng Kali là giọng hát của anh bây giờ Hằng nghĩ ra bài gì á anh gợi ý cho bài gì anh cần xin hát ra người đẹp đi ra đẹp hát được không em không biết em muốn nghe lâu quá em chưa nghe cái khả lương cho la người đẹp chứ em vẫn chưa em ca nha lăng vắng thù một mơ đem ví thành bài thơ tôi đi vui như bức tranh say đắm bên làng như bông hoa ngàn nàng yêu vô vàng hẹn thề non nước sẽ không hề lìa ta vô cái lương đó. Này đâu phải cái lương đâu tăng cổ đâu đông đồ chùa xa chiều tan trường về đi cùng lang chúng bước cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi lang khóc đợi người đi Ok bây giờ anh tập bài xuống dưới anh với Hằng sẽ đứng ngoài đường hát bài này có giọng nam có giọng nữ xuống dưới tập trước ha tập trước xong rồi Hằng với anh đứng ở góc đường đi hát cũng như là em bên đây nam nữ em nam nữ nam nữ nam có bạn con đường mang tên em là hồi xưa đâu không biết ca dạ ngoài chuyện em thắng chuyện hát đi đường biến đam mê
tình yêu chàng trai buồn mò chết em chưa thử chết rồi dạ các bạn nào xem thích là mình nhìn lâu quá không cà lại ok muốn cà một bản rồi xong mình đi ha ok chọn bản đi chọn bản đi rồi mình đi bản này là các bạn đám cưới là ca cho vợ em ok ca cho vợ đi nhưng mà em là của riêng anh em là của riêng em bữa nay em ca bày đám cưới giờ hàng hàng ca bay mai được quyền cường nhớ không cái bài đó đó cái gì đó bài sôi động quá 100% không có nỗi sầu đâu em đừng có đem ra chuyện này ông bố đừng có nghe em đừng sao nghe em đừng như đẹp nhất khi cha mẹ còn thương nhau hãy bước hôm nay vẫn còn nhớ đây nếu là mai sau đừng trôi vào đám cây tiếc nuối thêm chi hãy có quên đi hãy có quên đi bao nhiêu chuyện tình đã lâu ôi đều là đại dương mênh mông tình là trái to sẽ to mong manh mà ta là chiếc thuyền không bồng bềnh trên sóng lênh đênh nếu là mai sau mình còn bên nhau nếu là mai sau tình trôi vào đơn đời đừng buồn nghe em đừng sao nghe em tình yêu là những ngôi sao bay về trong đêm tình là sơn ta bạn hơi nha cái bài này, chị nói hùng cường với Mai Lệ Quyền là một trăm em ơi một trăm phần trăm em ơi lâu quá không cài được chưa quên một trăm em ơi một trăm phần trăm em ơi rồi để coi để coi cái bài gì thằng yêu cầu anh hát thêm bài này nữa đi anh hát được cái bài hả? Gánh mẹ hả? Ô, chơi gánh mẹ đi. Gánh mẹ đi, gánh mẹ đi. Nhiều người có thể là thích, rất là thích nghe về mẹ. Này, nếu mà mẹ có thấy là con ca tặng mẹ cho mẹ. Mẹ yêu dấu. Mẹ có thấy. Mẹ của mình là rất là thương mình vô điều kiện là. Wow. Mẹ này mẹ ruột hay mẹ nuôi? Mẹ ruột luôn á. Mẹ ruột, mẹ sanh ra đó. Yeah. Mẹ của em là em bất cứ cái chuyện gì tâm sự là. Tâm sự với mẹ. Tâm sự với mẹ. Mẹ ở Việt Nam hay đây? Ở đây. Ở đây, mẹ qua đây. Thương em rất là thương, thương, thương luôn. Đi bác sĩ đi này kia cũng kêu em. Biết mặt ba chưa? Ba em kiếm được mà mất 6 tháng trước kia em kiếm được ba em. Kiếm được. Em là bác sĩ trong quân đội á. Wow. Là rất là chú cô mẹ em thì là gia đình của bên má em. Lúc mà còn ở bên đó, em là người rất là thương má em. Wow. Rồi chỉ rồi hậu ca là mất liên lạc. Ba em thì là cũng có trở về để mà tìm kiếm má em với lại mẹ của em không có liên lạc. Sau này em dùng cái DNA ancestry á là mình tìm được em còn người anh với người chị khác mẹ ở bên này cùng cha thân mẹ tụi em cũng còn nói chuyện với anh cũng quan tâm cái vụ này cái mà chiến tranh của em đấu tranh lại với tư tưởng hai anh em cứ tâm sự mà anh cứ vợ em mà vợ em lúc mà em vô cái lúc mà em ăn ở ngoài đường nhìn nằm mùi dĩ hè vậy là em không muốn nói chuyện với vợ em mà em muốn cho vợ em thấy vào trọn cảnh em vậy thì vợ biết được khi nào thì vợ em bắt đầu mất liên lạc bắt đầu đi kiếm người em của người em của bạn của vợ em có cũng có bên đây bắt đầu vợ em mới nhờ cái cô đó rồi thấy cái đoạn video mà bữa cái anh Long chết á là em còn chia sẻ cho cái nhóm YouTube bên đó mà giúp em trả tiền nhà bắt đầu mới ra đi tìm kiếm em là mới gặp rồi bắt đầu mới mới liên lạc lại đây thôi mà kết vậy là vợ của anh chắc chắn có coi video của Hằng coi chắc chắn luôn chắc chắn và show luôn. Yeah. Anh nói có gì anh nói vợ anh là lên coi YouTube Hằng Kali đi. Nếu anh thực sự anh muốn vô một cái chương trình của Hằng để anh có người để anh chống chọi lại với cái đó thì mạnh dạn gọi Hằng và xuống dưới không có sao. Hằng welcome anytime. Sẽ đón vợ về ngày mai nhanh lắm. Dạ Hằng sẽ giúp anh rước vợ qua đây. Tại vì cái đó là cái em nói thiệt. Cái gì đúng không? Cái gì mà em nói thiệt. Em bỏ hết tất cả em qua đây.
mà hôm qua thì giờ em rất là mong được em về Việt Nam. Giờ gọi cho vợ liền đi, nó giờ đang ngồi đây nè. Mấy giờ bên đó rồi gọi? Số khế vợ, chồng gọi vợ nghe em đi tham. Giờ có dù đang ngủ cũng nghe đó. Bữa sáng là cũng chuẩn bị dậy đi dậy à. Gọi cho vợ, thường thường gọi bằng gì, Facebook hả? Facebook. Ok, đâu gọi thử đi. Nói đang ngồi đây với chị Hằng Kali, hỏi cho vợ biết. Thử đi nha. Thử đi. Cái mặt ngoài mình ra trên hình coi sao. Ha, mày trên hình là chưa có trang điểm. Nhưng mà Hằng nghĩ vừa xua là vợ anh biết Hằng Kali. biết là cái chắc. Này bằng kia thứ hai bằng. Sáng chưa dậy rồi. Chưa dậy hả? Có thể vậy này. Ở vậy này 4 giờ sáng đúng không? 4 giờ sáng. Em thường xin dậy là 4 giờ 4 rưỡi à. Thì gọi nè, em xin dậy lúc vợ nó nhớ mà nó biết giờ giấc hết Việt Nam á. Tại em về nhà 12 giờ rưỡi. Đi làm về là gọi cho vợ, nên rành lắm. À. Em cũng dậy mấy năm trời. Thật trời, ngủ quá em. Đang có người muốn nói chuyện nha. Wow, vợ đẹp quá hả? Vợ đẹp quá ha. Đây là cái chị. Hỏi biết chị Hằng Kali không? Kali, chị là muốn với bạn để mà. Biết chị này không? Em có coi chị Hằng Kali. Biết hả? Chưa. Biết phải không? Biết chị Hằng Kali đúng không? Có biết chị không? Trên quay YouTube á. Dạ. Lớp bữa mai. Không phải chị này. Không, cái đó không phải. Bây giờ nè, em lên YouTube chị Hằng Kali em coi đi. Rồi ông xã em sẽ nói lại về cái vấn đề mà chị muốn giúp ông xã em để đứng dậy. Và có thể bảo lãnh em được sau này. Để ảnh phải cố gắng, ảnh mạnh mẽ, anh đứng dậy, anh bỏ cái đó. Thì có gì anh đã giúp biết bao nhiêu người. Có gì đó thì em cứ nói chuyện với ông xã đi. Rồi ông xã sẽ nói, nãy giờ chị nói chuyện với ông xã em là như thế nào. Đây những người bạn đã coi đó. Coi đi. Đây là chị, đây là xã. Chào em. Hằng Kali là giúp biết bao nhiêu người vô gia cư. Cho nên có bà xã đẹp như vậy á, là chị nói với ảnh là phải, nãy giờ ảnh phải cho coi hình. Thì chị nói là phải cố gắng đứng dậy đi để còn lãnh vợ qua nữa. Giờ em dậy mới dậy hay là anh đứng dậy em dậy? Dạ. Biết rồi em. Đây là cái viên thuận suối sắp đặt, anh biết là cái gì đó. Thì ý là anh chỉ muốn là cái mà chỉ ở trên sân khấu khác, cái chỗ mà anh đã làm xe với anh Quân hồi xưa á, nhớ không? Là trên chỗ thành phố đó cách đây hả? Chỉ ở cái chỗ mà anh ở làm xe hồi xưa ở thành phố khác nha. Ở San Jose là cái chỗ mà anh ở lúc trước anh về đây nè. Bắt ta đi, tôi nói đó vậy đó hiểu. Đó, chị muốn ngoài xứ đó để mà nhà chị cố gắng nha anh, đây là cơ hội. Đúng rồi đó, không, vợ vẫn nói đây là cơ hội đó. Giờ do anh quyết định đó, đúng rồi đó. Tại vì chị có một cái nơi để giúp cho những người vô gia cư giống như ảnh cai nghiện. Thì nãy giờ chị nói cái chương trình của chị á, phải rất là nghiêm khắc luôn. Thì ảnh nói là ảnh cũng mong có một cái chỗ như vậy để ảnh cố gắng ảnh vượt qua. Thì ảnh nói đến bàn lại với vợ. Thì chị nói cái này đâu phải ai chị cũng giúp đâu. Nhưng mà tùy theo cái duyên gặp. Hồi tối qua ảnh hát ở ngoài đường, thì tình cờ chị đi, chị gặp và chị cũng hát chung. Thì khi mà xong sáng nay chị gọi chị rủ anh đi ăn. Thì đi ăn và mấy chị mới hỏi thêm về vấn đề em này kia đó. Thì ảnh trình bày thì chị tối qua chị cũng có nói. Chị nói gắng cố gắng ông Hằng có thể giúp anh, có thể bảo lãnh vợ qua đây cũng được, rồi đứng dậy tạo dựng lại một cuộc sống.
chứ đừng có đi sống ở ngoài đường nữa, không được. Tại chị giúp rất là nhiều người, à hả, như vậy. Đó thì em cứ động viên ảnh. Ừ, động viên ảnh. Em mở lên coi chồng nữa. Rồi em cứ vô YouTube chị Hằng Kali đi thì em sẽ thấy ảnh hả. Chị đang quay cái này là đăng YouTube luôn á. Rồi sau này thì chịu ảnh vô chương trình YouTube Hằng Kali, em đánh vô YouTube Hằng Kali nha. Ừ rồi á, em nói chuyện với ảnh đi, rồi nếu ảnh chịu thì ảnh sẽ xuống San Jose rồi để trong một cái chương trình giúp đỡ của chị. Thì ảnh nói ảnh mới từ San Jose ảnh về đây 2 tuần, mà từ trước anh ở San Jose 3 tháng luôn nhưng mà không có gặp. Thì đây là cái duyên, khi chị xuống đây mới gặp thì chị mới giúp ảnh được. Dạ, cảm ơn chị. Ok em, thôi nói chuyện với ảnh đi. Đây là hôm qua anh cũng bạn. Đưa em biết hẳn ảnh, chị đưa em. Anh gần sắp gặp có bao nhiêu cảm giác em lên tính em, em gần sắp đến cái chỗ mà em mong muốn. Bây giờ em thì rất là mong muốn em về Việt Nam sẵn để mà bỏ cái này. Vấn đề ở đây không phải Việt Nam bỏ, ở đâu cũng có cái này hết. Anh về bển anh không có cái gì anh coi. Có thể anh về mấy tháng đi, mấy tháng để anh cai xong anh phải trở lại đi làm để mà mình có kinh khâm để bảo lãnh em qua mới được. Hơi xanh. Em nếu mình nghĩ thi em đậu á, em nặng vô được á. Sao? Mà em hồi xưa em mấy chục năm trước em thi nó. Thôi bây giờ nói ảnh là đi xuống chị đi, một thời gian để chị coi cái ảnh cai, cái cách ảnh cai được như thế nào. Thì ví dụ vài tháng sau nếu anh ổn định được tinh thần á thì có thể kêu ảnh đi về Việt Nam với em vài tháng. Về bản kịch 3-4 tháng vậy. Ảnh đi hát, chị nói xuống dưới đi hát đi. Đi ra chợ hát với tôi rồi để dành tiền. Chợ dẫn ổng đi hát, ổng hát chỗ này là để dành tiền đi về Việt Nam dư sức. Ổng hát cái đó người ta cho nhiều lắm á. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Dạ chị, em cảm ơn chị. Mà sống ở thành phố, em vô thành phố sống. Giang thì ảnh phải đi hát, ảnh đi dành tiền, ảnh ít nhất về cũng phải có tiền, có bạc, đó là sức lao động, khả năng của ảnh như sức luôn. Ảnh hát hồi tối chút xíu lại chơi vui, đứng có một chút xíu tiếng máy luôn, cả 100 đồng bạc. Thì nếu mà ông chịu phải không đi hát nữa, một ngày biết bao nhiêu tiền, thiệt chứ bộ. Nhưng mà phải có người quản đi chị chưa. Đúng rồi, ý em gái nói phải có người quản đó mới được, thấy chưa? Thì đó, thì bây giờ nếu ảnh chịu trong một cái dòng quản lý thì có chị sẽ giúp đỡ. Tại chị không phải quản lý một người đâu, nhiều người lắm. Mà cái đó mọi người phải tuân theo cái luật của chị, nghe lời mới được. Đó. Dạ đúng rồi. Thì nói chung thì ảnh dưới sự dịu dắt lên hàng thì hỏi tôi nhà hỏi tôi nhà đi hát lấy tiền không được, đi hát lấy tiền cứ xin được có tem, lấy được tem đi chợ ăn chung trong nhà được, anh em ai cũng có tem cũng đi chợ ăn chung vậy đó. Không mà nếu mà em thực sự nếu mà nào có tiền em gửi đi cái tiền của tem anh cho người gái cho em. Dạ, đó là để ăn trong cuộc sống của anh. Dạ, em nếu mà phim cái đó, em nghĩ cái đó là cũng ảnh hưởng, không biết có ảnh hưởng đến phẩm vấn mà thì tại không đang tiền. Không có tao, anh bảo lãnh chỉ có người khô sai là được. Anh tìm một cái người có income khô sai. Khô sai chị em, anh em tôi ăn một người hết. Đúng rồi, là không có liên hệ gì hết. Easy lắm, miễn sao anh bỏ được cái đó đi là anh lãnh được vợ anh vậy thôi, chứ anh đừng quên thì là phải bỏ lãnh cô sai gì đó. Bởi vì anh sợ dưới pháp luật thôi. Thì đó, anh bỏ anh đừng dưới pháp luật. Em nói với chị, em nói với em có 8 tháng thì chị nói miễn sao nè, cái mạng yếu, internet nó yếu quay thì chị nói á, miễn sao ảnh cai nghiện ảnh bỏ được đỉnh tốt hơn thì anh sẽ bảo lãnh em được, chị bảo lãnh luôn, chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ không có gì khó, tại vì ảnh có thẻ xanh nha, ảnh có thẻ xanh, ảnh có giấy tờ, cho nên miễn sao ảnh bỏ hút được là ảnh lãnh em được, chứ không có gì hết. Có người cô xài vậy cơ, không chị hướng dẫn cho không sao, dễ lắm rồi, chị giúp em nhiều năm nay làm hãng. Em cứ vô coi chị Hằng Kali thì em biết à, tại em không có coi thì em không biết. Làm
cũng có đi làm hồi nào giờ. Cho nên đây là một khi cái may mắn ảnh mới gặp chị á, tình cờ đó là một cái duyên, cái may mắn ảnh mới gặp chị. Rồi sáng giờ là mấy chị này cũng nói anh hên lắm anh mới gặp được hàng cali. Anh có linh tính. Ok thì bây giờ em cứ nói chuyện với ảnh đi. Rồi nếu anh chịu thì anh sẽ đi xuống dưới. Để tối nay hai chồng bàn đi. Anh sửa soạn đi dậy đi. Anh chứ mà coi. Thôi giờ tối nay về có gì hai vợ chồng nói chuyện đi nha. Rồi em động viên ảnh thêm. Chú ra em làm xong rồi rảnh lên gọi sếp. Bữa này là chị là mấy chị dắt anh đi hát là hát rồi sao bắt công đâu. Bữa nay vẫn không đi hát, bữa nay vẫn không đi hát. Tôi có bắt công được cho chồng em đâu. Chào em. Đó, em vô coi cái Facebook của chị rồi em vô coi YouTube của chị. Rồi chồng cố gắng lên, chồng phải cố gắng lên. Không cố gắng là sao được. Thì đó, chồng cố gắng lên nha. Dễ thương, vợ đẹp như vậy mà không cố gắng nữa thôi. Thiệt chứ. Trời ơi. Có người vợ đẹp vậy cũng hứa. Người ta vớt mất rồi uổng à, ở đó nói. Em, có vợ đẹp vậy là phải giữ nha, chị nói đó đó. Để mở là nó vớt luôn á. Cầu liền. Cố gắng lên nha. Em dạy nó đi, em khuyên nó nha. Nó nghe lời em á nha. Nha. Rồi vậy. Tháng 1 thì chị về Việt Nam nè. Để chị coi có nó có mua cái gì không. Cho chị đem về cho nha không. Nó có mua gì không? Đó, để chỉ đem về cho. Có mua gì không? Cầm về cho. Mua hộp, bao nhiêu hộp em về. Sáng này ăn xong rồi chị chặn cho anh nè. Mua bao nhiêu hộp? Chị Nhi á, ăn xong chị tặng cho anh nè. Để ăn, tặng bà. Mở ra mới thấy. Cái số ấy. Cảm ơn chị Nhi nha. Rất là có cái đó là. Chồng em á hát hay á hả, còn hơn là ca sĩ nữa. Chị nói tao phải tận dụng cái vợ là giọng hát nó kiếm tiền dễ nữa. Rồi bảo lãnh vợ qua nữa. Trời ơi. Chồng em hát hay hơn ca sĩ nữa. Thích hát. Thích hát. Dạ, ảnh thích hát á chị. Bởi vậy. Thôi em gán kèm ổng đi, gán gọi ổng mỗi ngày. Gán gọi mới nói chuyện với ổng mỗi ngày. Động viên ổng. Hôm qua lúc mà từ lúc đi hát đó, khi mà có người con gái mà gửi có sắc như vậy gợi sự chú ý cho người ta, tức là có cái sự ảnh hưởng vòng hoàng thấy đông đảo mà làm giỡn chơi vô đậu nổi cái cũng còn cái tô ở đây vấn đề đó không phải có sắc, tại người ta biết tới hàng rất nhiều, đó là những khán giả không biết hàng chạy tới á. Cái thường thường á đây là giảng người ta bỏ xong ta đi ta bỏ đi không ai chú ý, nhưng mà tối qua chú ý ông quá trời mua lại anh thấy cái sự khác biệt tại vì hàng đứng hàng hát hàng nhảy múa đương nhiên người ta cũng thấy lạ, người ta lại người ta coi. Còn khi ông hát không thì người ta thấy ồ chắc mấy người đang hát quyên góp tiền thì người ta đi ngang người ta bỏ vô vậy thôi. Còn mẹ tự nhiên chợ mà gần qua thấy con người đứng lại chạy xe mà còn anh tưởng mình sắp đụng kêu mình sắp đụng hôn rất là kia nữa. Đi qua bên kia. Dạ. Ok, em sửa soạn đi làm đây, anh chờ dở qua mấy chỉ qua cái chỗ mà anh Hường ca hát á. Để hiểu cái chỗ sinh hoạt của anh như thế nào. Ok, rồi bây giờ chị em đi đó luôn nha. Ok, ba cả nhà bây giờ tiếp tục đi tiếp. Xong rồi em gọi anh sẽ. Mang đơn hộp anh nha. Ba nha. Ba em nha. Nè, mai mốt em là em nào coi như sẽ gặp người này. Ba coi chào, ba gặp chào. Nhà hàng rồi đó. Là chồng em là nổi tiếng. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ ủng hộ chị hàng. Nha. Em nhắc khuyên nó đi nha. Chúc sức khỏe mọi người nha. Chúc từng vui vẻ. Ok. Bà em đi làm sớm bây giờ 4 giờ sáng đi làm không có thì bà sẽ bị thể thao nói gì biết rồi chưa tới tối không phải sớm. Ok, chúng ta ngủ này chỗ ngủ đây chỗ ngủ của anh Bi Phi Hổ ở đây ở góc này ban đêm. Đây chỗ ngủ của Phi Hổ hồi xưa ở góc này ban đêm.
giống này cũng có kinh văn ngàn đó. Nằm một cái đường á cái mền chỉ một cái tấm trải nằm thôi mới xuống là mấy ngày đầu là đó mới xuống từ San Jose chạy xuống đây mấy ngày đầu là ngủ đỡ ở đây ngủ đỡ góc xuống đây xuống không xuống nước mình còn nếu mà giờ này mà buổi sáng ngủ có ngủ như kia sáng là xương nó xuống ướt mình luôn á có một xương ướt mình cho nên ngủ đây có nhiều người kiểu anh Long bị chết á bây giờ muốn quá mà anh nghĩ anh ngủ anh đi anh ngủ luôn đó mà người bạn anh cũng vừa chết cách đây một ngày ngày sau hai ngày sau anh chết luôn giống như là một cặp bạn mà chết vậy cho nên là không có người thân luôn cho nên chỉ có cặp đó là đến cúng biến ảnh rồi giờ chính phủ đang sát lốt hả vậy anh biết ở dưới chết là họ có người thân mà người thân Việt Nam giờ thằng đó lấy xác thằng đi đốt để cho có lại đem về hôm bé đi dưới chết là kiếm là thằng lót anh trai đó hả dạ cũng hiền lắm ờ đó ok cũng đi lang thang vậy đó mà có trời đất ơi tội ở đây còn đỡ còn ở dưới San Jose biết là có nhiều người nhiều lắm ở dưới nhiều lắm xuống dưới đi mà thôi xuống dưới đâu có dám dắt xuống suối nào không phải được đâu ta cai nghiện mà dắt xuống suối chết à phải ý là đi hàng phát cơm ở dưới đó thôi mà còn mình đi chung được tại em xuống dưới là có anh Hàm với anh đúng dưới đó còn mà không có đâu đi với thằng lẩu không có kêu họ không không anh là quý em mà anh thấy em là người anh lúc đứng lại là ổng mừng à nói chung mấy anh với đó thấy ai đứng lên được là mấy anh mừng thôi dạ. Chứ mấy anh không có kéo ai xuống dạ cho nên là muốn là cái khu vực này là thường thường là em chạc ở đây không có điện là chỉ có chỗ này ồ chạc điện thoại chặt cái bình tội nghiệp vậy đó hả? Đây là, trời ơi, chặt cái ổ điện dưới đó để ca chỗ luôn đó, tội nghiệp không ai biết luôn á thấy không? Chứ còn đâu có chỗ nào điện đâu còn nếu mà qua đi restroom hay là gì này kia cái quán này đâu? Là quán Hai Tô người ta cho đi hình thái em cũng vô ca, có nhạc sống ở đây em vô ca có nhạc sống anh nói cá nướng ăn ở nhà cá nướng nè không phải cái chỗ kia đúng không cái chiên cá miệng nướng còn cái này đóng cửa rồi với lại cá nướng nè cá nướng da giò cái chỗ kia kìa chỗ này rất là ngon nha đầu bếp làm đây ngon lắm bữa nào ghé ăn ê nó dẹp rồi đi sao mở lại anh chủ anh người chờ anh chủ cũng dễ thương chứ có những người vô được ở đây thứ sáu dạ nhưng mà đừng quá đáng được rồi dạ đúng rồi đó, là cách đây mấy đúng xưa lúc xưa là lúc này chỗ này là cái chỗ mà kiểu anh em là gần đây nè ngồi cho nó mát á ờ xa mới đi nó có cái tiệm chai ở đây nè những anh em không không chơi rồi bắt đầu vừa đập phá tiệm để vô lấy rồi đất ơi vậy cho nên ảnh hưởng rồi cái đầu người ta không có cho tới nữa cái gì như vậy mình cái chỗ mình ở mình muốn phá thì cái đó là đúng rồi bây giờ thường thường anh biết không mấy người mình chơi lăn lộn ngoài mình hiểu mình phá làm phá như nơi khác còn cái nơi để mình sống thì không ai phá chứ hả ít nhất mình cũng trường chỗ mình sống ít nhất cũng trường chỗ mình sống không thấy mấy người đó nữa mà nó không có gì á nhưng bởi vì cái đó mà nói vậy mà bởi mình nói mình cũng biết thông cảm bởi vì có những cái cú sốc nó lên á không phải rồi. Ai nó không có khống chế được bởi mình cũng trải nghiệm nó phải được. Đập phá để đi lấy tiền đi chơi cho nên là những người không có dướng vô cái này nói một câu dễ dàng lắm dễ lắm đúng này, mình phải đúng lại bởi vì đó là những người anh em của mình mình cũng có thể đặt hoàn cảnh mình trong đó cho nên là cái căn bản là khi đã dướng vô cái này mình có thể nghe kỹ kênh của chị Hằng Kali nha dạ. Nhớ nha, mình đã dưới như này cũng một thời gian lâu nhưng mà chưa bao giờ có ông trời làm chứng biết ăn cắp ăn trộm hay lừa gạt để mà dùng sức của mình thôi mình đi kiếm tiền ca tiếng ca hát của nhưng mình cái đó giữ cho mình không để cái đó cái kia nó khống chế bản thân dạ, lương tâm của mình đúng rồi cho nên mà mình thích thực thà với anh em trên cộng đồng đâu phải là ai cũng phải chia sẻ cái khuyết điểm của mình đâu đúng rồi. Nhưng mà mình muốn là con người đều giống nhau hết đều có những cái chiến tranh nội tâm dạ. Nhưng mình muốn tháo cái mặt nạ xuống để mà mình đối diện nó dạ. Gần gũi hơn dạ. Các bạn có thể chia sẻ có cần hỏi những câu mà không có thể ai hiểu thì có thể hỏi chị Hằng dạ. Hỏi mình thật nói ra cuộc đời của Hằng đó. Gắn liền với các anh trong trường hợp hoàn cảnh giống như vậy 3 năm cho nên Hằng rất là hiểu thì thậm chí đôi khi những khán giả xem đôi khi người ta không biết cũng không có thông cảm thì thực sự cái đó rất khó khống chế nhưng các anh có một cái ý chí vượt qua được tới một cái nơi nào là mình đã mừng nơi đó
chứ mình không hẳn là ô thằng này nó không làm được đâu, thằng kia nó không làm được đâu. Cho dù người ta làm được một tháng cũng tốt một tháng, một ngày tốt một ngày, một năm tốt một năm. Tại vì cái đó bây giờ nếu họ chơi, họ chơi mỗi ngày liên tục, có khi ngày họ chơi bao nhiêu chập. Mà nếu như họ đã làm được một ngày đó, họ không chơi là họ đã tốt được một ngày đó rồi. Cho nên mình cũng có thể là một cái động viên, một cái động lực cho tất cả các anh có thể làm được một tháng tốt một tháng, một năm tốt một năm, một ngày tốt một ngày. Đó là thực sự đã rất là quý đối với các anh. Còn nếu các anh nào có một cái nghị lực, có một cái sức mạnh của những người hỗ trợ thì ý chí mạnh có thể vượt qua được để trở thành một người rất là khi mình nói tốt. Cái câu đó xin nhắc lại chị Hằng ạ. Em nói cái câu đó vậy em nắm vững cái chân lý là bởi vì em biết sau này em sẽ gặp những cố cứu nhân chẳng hạn gì Hằng. Không phải ngoài chị Hằng, em cũng còn gặp những người đòi rất nhiều người em tốt giúp mình. Nhưng cái mà em không có cần phải che giấu những cái yếu của em bởi đúng vì rồi. Mình thật thà, có thật gì thà mình nói đó. Đem lại cái người sự ta gần thông gũi cảm cho mình, đem lại sự gần gũi. Nhưng đúng mà rồi. Cái này mà khi mà một khi đã chấp nhận đi con đường sai, nó càng ngày càng lún, nó thành theo cái thói quen, nó thành theo cái tánh mà muốn bỏ rất là khó khăn. Nên các bạn nhớ những câu này, lúc nào cũng gán. Mình, ông trời tạo mình ra, mình còn đi đứng được, còn sức khỏe, cố gắng. Miễn sao các bạn thấy là hai miếng cơm thời buổi này nó không có khó đâu. Những cái quán này nè, chính hỏi mình con có đói bụng con ra làm sao. Đưa cho mẹ có lúc nào cũng sẵn sàng hai miếng ăn. Nhưng mà có cái là tốt, khi mà mình chấp nhận đi theo cái con đường sai á, là ma quỷ nó sẽ khống chế cái lương tâm của mình. Là là cái lý do tại sao cộng đồng có nhiều khi nói chuyện với những anh em mà vô gia cư có một cảm giác hất hủi. Bởi vì cũng có nói đi nó cũng nói lại, cũng có những cái làm cho người ta không chịu được, không có xu hướng được. Có nhiều anh cũng phá phách. Nhưng mà có nhiều khi các bạn có thấy tại sao những người ăn hút họ chia sẻ với nhau rất là, bởi vì họ biết khi họ cần là những người kia chia sẻ, mà cũng có những người không chia sẻ và bởi bản tánh ích kỷ. Nhưng cái nào cũng có cái hậu quả. Mình rộng rãi thì mình sẽ gặp được rộng rãi, mình thương xót sẽ được thương xót. Cho nên mình ở đây, mình tới đây có mấy tầng thôi, nhưng mà những anh em ở đây rất là quý mình. Mình nói thiệt, một ngày mình cá hát hả, 4-5 trăm, mình đến buổi tối là không còn đồng nào, không phải cho là hết mình xài hết. Rồi mình chia sẻ, là mình chia sẻ mình cho muốn, không có muốn những người bạn mình đi ra con đường đó. Mình tránh đi cái gì mình tránh một thời gian nào thôi. Cho nên đến lúc là mình phải tách ra, rồi mình phải đứng dạng bản thân mình trước. Cho nên mới gặp được chị Hằng, mà mình mới gặp được những người mà có lòng. Thậm chí cái phòng mình ở bây giờ cũng là được trời ông trời đem những người đến để mà thương xót, để thương xót giúp mình có chỗ ở. Đến cái lúc mà mình phải tách ra rồi vậy, mình biết là không phải dễ để mà đứng dậy đâu. Thì nắm giờ, được cơ hội là phải nắm, đúng rồi. Khi cơ hội đến với mình rất là ít, mà nếu mình bỏ mất cái cơ hội đó thì khi mình tìm lại nữa rất khó ha. Cho nên bây giờ thì anh cứ suy nghĩ và nói chuyện với bà xã. Nếu như anh cảm thấy muốn xuống dưới San Jose để mình có thể đi ca hát gì kiếm sống cũng được, rồi để mình khống chế cái những cái mà mình đang có cái. Mà kiểu rồi mà chị nói đâu có gì đâu mà nó làm lớn chuyện ra mà thực sự không, nó ra ngoài thôi, nó con ra ngoài kể nó đem bi cũng gì đó. And then he say an F word. Nói làm như anh có quyền. Mới mấy bữa trước còn bị cảnh sát cầm tay kìa. Ờ vậy hả? Em thì em cũng nói ra thôi, em tánh em á, giật mặt thôi, nhưng mà làm cái dạng như thì he wants to show up. Muốn show up vậy đó. Nhưng mà cũng có cái tốt là coi như là